Trên trang của Renny Nguyễn có một đoạn dịch rất hay, ngắn gọn là như này. Vài ngày trước, cô bạn thân gửi tin nhắn cho tôi, kèm theo rất nhiều biểu cảm khóc lóc cùng suy sụp. Cô ấy bảo, tôi thật sự thất vọng với bản thân ở tuổi 25 này. Tôi hỏi một hồi mới biết được, có một lần cô ấy và mẹ gọi video. Mẹ cô ấy ngó trái ngó phải một hồi, mới cẩn thận hỏi cô ấy, trong tay còn có tiền không? Cô ấy nói không có, công ty còn chưa trả lương về. Mẹ cô ấy nghe vậy không nói thêm gì cả, chỉ bảo ba cô khuyên chi tiêu nên có kế hoạch, không thể lãng phí. Đến hôm nay cô bạn của tôi mới biết, thì ra trong khoảng thời gian đó trong nhà xảy ra một số chuyện cần đến tiền. Ba mẹ cô ngại mượn người khác nên mới định nói với cô, lại thấy cô chẳng khá hơn gì, liền không nói gì nữa, tự mình tìm cách. Cô ấy khóc lóc với tôi nói, khi ta đem theo cả bầu nhiệt huyết mà đặt chân tới thành phố này, tôi chưa từng nghĩ qua bản thân vài năm sau đó vẫn y như cũ, không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, không đối tượng tìm hiểu. Đến 35 tuổi mà vẫn bình thường như vậy, thì tôi thật sự không biết làm sao để sống tiếp. Nỗi đau này của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Lúc còn nhỏ, ba mẹ đối với chúng ta là người hùng, bất kể chúng ta muốn gì, bọn họ cũng đều có thể đáp ứng. Chỉ là đến một ngày, người hùng già rồi, muốn dựa vào chúng ta lại không cách nào trở thành chỗ dựa cho họ. Nhưng tôi chỉ muốn nói là một người bình thường thực sự có đáng sợ đến vậy không? Trưởng thành rồi, chúng ta dần dần sẽ phát hiện ông cụ chơi cờ trong ngõ nhỏ cũng đã từng có thời niên thiếu nghịch ngợm, không sợ đất, chẳng sợ trời. Mà bà cụ đang đi qua đi lại trong phòng bếp cũng đã từng ở chốn công sở đấu trí một thời. Khi chỉ có một mình, có lúc sẽ thấy bất lực. Hãy nhắc nhở bản thân đừng gục ngã. Hãy cố gắng kiên cường, vì không ai có thể bước tiếp cùng bạn ngoài bản thân bạn. Khi chỉ có một mình, sẽ có những thời điểm buồn rầu. Đừng quên tự an ủi bản thân, dù có buồn cũng hãy tiến về phía trước. Khi chỉ có một mình, có thể sẽ thấy cuộc sống thật vô vị, cô đơn. Hãy ôm yêu nâng niu bản thân và tự sưởi ấm nha. Khi chỉ có một mình, có lúc sẽ trở nên yếu đuối, tủi thân. Hãy học cách trở nên mạnh mẽ để tồn tại được trong các xã hội khốc liệt này. Vì chỉ có một mình thôi nên hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Thế giới này rộng lớn đến vậy, chả ai lại cứ đi đề phòng cảnh giác chính mình cả đâu. Hãy quan tâm đến bản thân, vì chính mình và vì những người quan tâm đến bạn như cha mẹ bạn. Nghịch cảnh là điều không ai mong muốn, nhưng ít nhất nó không vô duyên vô cớ xảy ra. Đôi khi, biến cố xuất hiện để bạn có thể dừng lại và nhìn nhận kỹ hơn cuộc sống của mình. Có thể trước giờ vẫn luôn tồn tại những điều bất ổn mà bạn không nhận ra. Khi đã thật sự tỉnh táo sau những hỗn độn của sự tan vỡ, chúng ta có dịp suy ngẫm về bản thân, đồng thời xác định được những thói quen và hành động không phù hợp khiến chúng ta gặp trắc trở. Đại đức Hê Minh viết trong cuốn sách của mình rằng, nhưng dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy. Cuộc sống đáng để ta trân trọng, ta không thể phí hoài thời giờ vào việc mỉa mai, căm ghét thứ gì đó chỉ vì không thể hiểu được nó hoặc không vừa ý ta. Chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau trọn vẹn mà không cần hiểu nhau một cách vẹn toàn. Trưởng thành là một quá trình chấp nhận bản thân bình thường. Bình thường chứ không tầm thường. Bình thường chứ không phải chỉ bước mà không tiến. Dần dần chúng ta sẽ học được cách đón chào ngày mai với cái nhìn bình tĩnh hơn. Cho dù là 25 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi hay bất cứ độ tuổi nào, chúng ta đều có thể trở thành người mà chúng ta mong muốn. Mình biết cậu đang rất mệt mỏi. Thời tiết ngày hôm nay phá hỏng mọi dự định của cậu. Bài kiểm tra trở thành thảm họa. Cậu không muốn về nhà. Cậu cãi nhau với bạn bè. Cậu chia tay một ai đó, người mà cậu từng cho rằng họ vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Thế giới có tỷ tỷ lý do khiến cuộc sống của cậu mất phương hướng.
Nhưng nghe này, cậu hãy nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi mà cậu còn trải qua những điều có vẻ tồi tệ hơn rất nhiều. Cậu có nhớ mình đã vượt qua tất cả như thế nào không? Mình cũng cảm thấy thật tệ khi biết cậu đang buồn. Dù cho điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mình muốn nói, hãy pha một cốc cà phê hoặc mua một cốc trà sữa nho nhỏ, ngồi xuống một nơi yên tĩnh, đọc một cuốn sách hay chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc. Cậu có thể khóc, tất nhiên, nhưng hãy nhớ, ngày mai sẽ là ngày đẹp trời và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù cậu là ai thì mình muốn nói, mình yêu cậu, yêu cái cách cậu sống, yêu cái cách cậu tận hưởng thế giới này. Mình yêu cậu khi cậu là chính cậu mà thôi. Mỗi người đều cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, ngưỡng mộ người khác khi họ thành công rực rỡ. Nhưng thực ra, đa phần chúng ta đều là người bình thường. Không cần chán nản, cũng đừng hoảng loạn, hay là một con ốc sên chăm chỉ bò, hay chú chim ngốc kiên trì bay. Trong cuộc sống bình thường luôn khiêm tốn và chăm chỉ. Nhất định sẽ có ngày bạn đứng ở nơi rực rỡ, sống cuộc sống mà mình từng khát vọng. Tâm trạng không tốt thì đừng viết lên mặt, không ai thích đọc đâu. Hàng ngày có thiếu thốn thì cũng đừng nói ra khỏi miệng, chả ai tự nhiên cho bạn tiền đâu. Công việc có bận rộn, mệt mỏi thì cũng đừng tức giận, không ai làm thay bạn được đâu. Cuộc sống có khổ cũng đừng mất đi niềm tin, bởi vì tương lai tươi đẹp còn đang ở ngày mai. Tính nết có xấu đến đâu cũng phải hiếu thuận với cha mẹ, vì cũng sẽ có một ngày bạn già đi. Duy nhất chỉ có một điều, hãy luôn vẽ lên môi nụ cười, vì khi đó mọi khó khăn toan tính sẽ vơi đi, niềm vui, sự yêu đời sẽ đến bên bạn. Chúng ta phải biết quý trọng người thân và những người chúng ta có duyên gặp nhau trong cõi đời này, vì mọi chuyện đều có duyên của nó. Biết trân quý người bên cạnh mình, bởi vì mỗi một thời, một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi. Cuối cùng còn phải chia lìa để rồi hối tiếc vì những phút giây lẽ ra chúng ta nên trân trọng sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc với nhau. Không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau mới là quan trọng. Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi đã đánh mất đi rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Có những ngày mệt mỏi, áp lực không kìm được nên vừa chạy xe vừa khóc ngoài đường. Có ngày ngồi ở nơi làm việc, cố gượng để không cảm thấy mình lạc lõng, không cảm thấy mình yếu đuối. Có những ngày đi làm về, liền ngồi phịch xuống sàn nhà ôm chú mèo nhỏ, không ngừng rơi nước mắt. Có những buổi chiều đi luẩn quẩn, nhìn hoàng hôn buông xuống chân trời, liền cảm thấy chỉ có một mình. Và có rất nhiều đêm không ngủ được, chỉ biết khóc vì những hiện thực của cuộc sống, những khó khăn không biết làm thế nào để san sẻ, không biết làm thế nào để có thể chiến thắng cuộc sống của chính mình. Không có gì đáng xấu hổ khi bật khóc và cảm thấy bất lực đâu. Thực ra, mỗi chúng ta đều mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều. Khóc xong rồi, chúng ta sẽ lại vực dậy, đi tiếp và mỉm cười nhiều hơn. Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện, thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác. Tôi xin cuộc sống hay ban cho tôi sức mạnh, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng, sức mạnh chỉ có được khi ta học được cách vượt qua nghịch cảnh. Tôi xin cuộc sống hay mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những trải nghiệm và hạnh phúc khởi nguồn từ cách tôi đối mặt với những trải nghiệm ấy. Tôi xin cuộc sống hay xoa dịu những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng, quá trình tự chữa lành sẽ giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần chân lý hơn. Và khi tôi nói với cuộc sống rằng, hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng, cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.
Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa là bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc, an yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi. Trịnh Công Sơn từng nói, nếu người ta yêu cuộc sống thì người ta sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui. Nhìn ngắm một bông hoa đang hé nở, uống một tách trà ngon, nhấm nháp một ly rượu cùng bạn bè, đó há chẳng phải là những niềm vui? Những niềm vui như vậy đâu phải khó tìm. Nói cho cùng thì lý do sự tồn tại của con người trong cuộc sống không thể thoát khỏi sự chi phối của thái độ sống. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an, cho mình, cho người. Khóc cũng khóc xong rồi, buồn cũng buồn đủ rồi. Ngoại trừ việc đứng dậy đi tiếp, không còn cách nào tốt hơn. Đôi khi trưởng thành chính là chấp nhận rằng thế giới này không tốt đẹp, những thứ không thuộc về mình không nên miễn cưỡng, và nếu không tự yêu bản thân thì không ai làm điều đó thay bạn. Chỉ khi bạn đi về phía ánh sáng, chiếc bóng mới hắt về phía sau. Đừng tự giam cầm mình trong quá khứ, hãy làm gì đó để bản thân cảm thấy tốt hơn. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đi qua, mọi vết thương đều sẽ lành lại.